nữ này đang bị nhốt trong nhà giam, trên miệng còn đeo dọa mõm nằm yên bất động. Tất cả binh sĩ đều rất sợ nó, duy chỉ có lão binh này là muốn thuần hóa nó. Anh ấy lấy hết dũng khí từ từ tiến gần đến chỗ chú chó. Chú chó cảnh giác đứng dậy, bất cứ lúc nào nó cũng có thể tấn công về phía anh ấy. Selim từ từ tiến đến gần trước mặt chú chó, ngồi xổm xuống và thử sờ vào nó. Nhìn thấy chú chó không có phản ứng lại thì anh ấy mới thở phào nhẹ nhõm, xoay đầu nói với đồng đội, nó cũng không đáng sợ như tôi nghĩ. Sau đó giây tiếp theo, mặc dù chú chó đã được dọa mõm, nhưng Selim vẫn bị nó dọa cho chết khiếp. Anh ấy vội vàng đưa nó lên xe. Chú chó không ngừng phát ra tiếng gầm gừ dữ tợn, như thể muốn cắn xé Selim ra thành từng mảnh vậy. Nhưng Selim sau trận hoảng sợ vừa rồi nào dám đụng đến nó nữa. Anh ấy vội vàng thu dọn đồ đạc và đưa chú chó rời khỏi quân doanh. Trên đường đi chú chó lăn lộn mệt rồi bèn lẳng lặng ngồi xuống, nhưng Selim vẫn không dám mất cảnh giác. Anh ấy gọi điện thoại nhờ cảnh quan giúp đỡ, nhưng cảnh quan lại nói với anh ấy, chú chó này là một con quân khuyển chiến công hiển hách, nhưng kể từ sau khi chủ nhân của nó hy sinh, tính cách của nó cũng trở nên hung dữ và luôn trong tư thế tấn công. Hơn nữa Selim bắt buộc phải đưa chú chó tới buổi tang lễ của người chủ đã mất của nó đúng giờ. Sợ cái gì thì tới đó. Selim vừa ngắt điện thoại thì chú chó lại bắt đầu gắt gỏng. Anh ấy thử nói chuyện với nó và muốn an ủi nó, nhưng chú chó căn bản nghe không lọt lỗ tai. Nó điên cuồng bấu vào trong cái lồng khiến Selim cũng phải khiếp sợ, vội vàng dừng xe lại. Khi xe vừa dừng lại thì chú chó cũng đã bình tĩnh hơn rất nhiều. Selim không màn nguy hiểm bị nó cắn lần nữa liền giúp nó tháo rõ mõm xuống. Nhưng đúng lúc anh ấy định đưa chú chó xuống xe đi dạo một lúc thì chú có lại bắt đầu phát điên vô cùng kháng cự. Selim chỉ có thể vội đóng cửa lại để chú chó một mình trong xe. Sau đó chú chó nhân lúc Selim không có mặt, trong chớp mắt đã xé toạc cái lồng ra thành từng mảnh. Selim quay về nhìn thấy cảnh tượng trước mặt thì cũng ngây người. Chú chó hung dữ đang cắn xé ghế ngồi khiến miếng da bên ngoài cũng chia năm xẻ bảy. Selim mặc dù rất nóng ruột nhưng cũng không dám mở cửa xe. Nếu không thứ tiếp theo bị nó xé rách không phải chỉ có mỗi ghế ngồi. Trong lúc bất lực thì anh ấy chỉ có thể dùng chiêu độc. Anh ấy nhét thuốc ngủ vào trong cây xúc xích để cho nó có thể yên lặng một lúc. Sau khi chú chó ăn hết xúc xích thì cũng bất lực nằm đơ trong thùng xe. Selim dùng cái khống chế được chú chó thì vô cùng đắc ý. Cứ như vậy anh ấy yên tâm lái xe tới một thị trấn nhỏ. Bọn họ dừng xe lại qua đêm ở đây. Selim sợ chú chó đói bụng thế là anh ấy lấy ra một tô thức ăn cho chó rồi đặt ở trước mặt nó. Nhưng thuốc an thần lúc này vẫn chưa hết tác dụng. Chú chó căn bản không thể đứng dậy được, nó chỉ có thể nằm ăn. Selim cảm thấy có chút áy náy. Anh ấy lấy một nắm thức ăn lên thò tay vào miệng chú chó, muốn bón cho nó. Nhưng chú chó đã không còn lòng tin với Selim nữa nên cũng không chịu ăn thức ăn anh ấy bón cho. Selim thấy vậy liền vứt nắm thức ăn đi, rồi vào lại xe ngủ. Ngày hôm sau Selim mơ mơ màng màng tỉnh dậy. Anh ấy quên mất trên xe lúc này còn có một con chó hung dữ. Đã một ngày không uống nước rồi, đợi Selim vặn nắp chai ra vừa định uống. Mặc dù tức thì có tức nhưng anh ấy vẫn phải đưa chú chó đến địa điểm giao hẹn đúng giờ. Trên đường đi Selim vì muốn bồi dưỡng tình cảm với chú chó nên đã không ngừng kể chuyện cho nó nghe, còn bón đồ ăn vặt cho nó. Nhưng chú chó vẫn không thấy cảm kích, ngược lại còn bắt đầu nổi điên. Nó không ngừng đi tới đi lui giống như đã phát hiện ra gì đó, nhưng Selim lại không nhận ra sự khác thường của chú chó. Đột nhiên chú chó vùng ra khỏi cái vòng cổ, rồi thò nửa thân ra ngoài xe như thể muốn nhảy xuống. Selim bị dọa một trận vội đạp phanh lại. Chiếc xe dừng lại, chú chó nhân cơ hội nhảy ra ngoài, cong đuôi bỏ chạy rồi xông thẳng vào trong rừng, không thấy bóng dáng đâu nữa. Cảnh tượng này người nào nuôi chó nhất định đều đã trải qua. Chú chó chạy về phía trước, chủ nhân rượt đuổi theo sau, nhưng hai chân thì làm sao có thể qua mặt bốn chân được. Chú chó nhảy một cái xông thẳng vào trong sườn núi, trong phút chốc đã mất tăm mất dạng. Đợi sau khi Selim đuổi tới thì chỉ tìm thấy một lá cây dính máu. Selim hoảng loạn, nếu con quân khuyển chiến công hiển hách này mà có xảy ra chuyện gì thì anh ấy sẽ không biết phải ăn nói với cảnh quan thế nào. Đột nhiên anh ấy chú ý tới ngôi nhà ở phía đằng xa, Selim vội chạy tới đó. Khi vào trong nhà, Selim cảm thấy chỗ này có gì đó không đúng. Anh ấy khẽ lên tiếng gọi tên của chú chó nhưng vẫn không có bất kỳ phản ứng gì. Đột nhiên một mũi tên từ trên trời rơi xuống, cánh tay của Selim vô cùng đau đớn. Sau đó, đợi sau khi Selim tỉnh dậy thì phát hiện mình đã bị người khác bắt trói và ném vào trong chuồng heo. Nhưng vẫn chưa tìm được chú chó nên anh ấy bắt buộc phải nghĩ cách thoát khỏi chỗ này. Selim tháo được dây thừng ở chân ra, sau đó lại đẩy cái ghế ra phía sau lưng, ma sát vào đó tháo được trói tay ra. Selim đi ra khỏi chuồng lợn thì nghe thấy căn phòng bên cạnh có tiếng động. Anh ấy cảm thấy chó nhất định đang ở bên trong, thế là anh ấy vội vàng chạy qua đó rồi đi vào trong căn phòng. Selim nắm chặt cây rìu mà tim đập mạnh, tiếp sau đây có thể sẽ là một trận ác chiến. Anh ấy lần theo âm thanh đi tới phòng khách. Sau đó cảnh tượng trước mặt khiến anh ấy bỗng chốc ngây người. Trong phòng khách có một bà lão đang bón thức ăn cho chú chó. Chú chó rất ngoan ngoãn, ăn cũng rất ngon miệng. Selim xém chút nữa đã bị tức chết. Anh ấy lo lắng cho an nguy của chú chó. Ngay cả phân heo dính trên mặt còn chưa kịp lau sạch đã vội vàng chạy tới ứng cứu nó. Nhưng còn nó thì lại ở đây hưởng phúc. Có điều đây vẫn chưa phải là chuyện tức nhất. Trong suốt quãng đường đi Selim đều dọn phân dọn tiểu cho nó, bón cho nó ăn cho nó uống nước. Nhưng nó thì lại nhe răng trợn mắt về phía anh ấy không chút nể mặt. Mà bây giờ nó lại nằm ở chỗ này để một người xa lạ tùy ý vuốt ve. Selim nổi trận lôi đình còn cho rằng bà cụ đã cho nó ăn bùa mê thuốc lú gì rồi. Nhưng bà cụ lại nói bà ấy không làm gì cả. Sở dĩ chú chó không thích Selim là bởi vì trên người cậu có hơi thở của quân nhân rất nồng, cho nên mới khiến chú chó nhớ tới ký ức không mấy tốt đẹp của mình, cho nên nó mới phát điên. Selim không biết nói gì. Anh ấy hỏi tình trạng vết thương của chú chó.
Bà cụ lại nói chú chó chỉ bị rách bàn chân nhẹ, không có gì đáng ngại, hiểu lầm đã được tháo gỡ. Selim thay một bộ đồ mới, ngồi nói chuyện với bọn họ. Hóa ra cặp vợ chồng này không phải anh hùng hào hán gì cả, mà chỉ là một nhà thực vật học đang sống ẩn cư trong núi. Chú chó bị mùi hương của thảo dược thu hút cho nên mới nhảy xuống xe giữa đường. Có điều chú chó mặc dù rất thích chỗ này nhưng nó vẫn còn có nhiệm vụ phải làm. Sau khi từ biệt với bọn họ thì một người một chó tiếp tục lên đường, chạy trong núi cả một ngày. Bọn họ cuối cùng cũng đến thành phố. Selim nghĩ bụng phải tự thưởng cho bản thân một chút. Nhưng bọn họ thứ nhất không có tiền, thứ hai lại không có quan hệ, chỗ ở lúc này cũng là một vấn đề. Có điều Selim lại có một bụng sáng kiến. Anh ấy nói chú chó lát nữa chỉ cần nghe mình chỉ huy, bảo đảm sẽ được ăn uống no say. Chú chó cũng không muốn phải ngủ trong xe nữa. Nó hiếu kỳ nhìn ra ngoài cửa, ánh mắt đầy vẻ mong đợi. Selim không có nói dối, anh ấy thật sự có rất nhiều sáng kiến. Anh ấy mặc chiếc thun của chủ nhân chú chó, đeo mắt kính đen giả làm người mù, sau đó khoác lên cho nó rất nhiều trang bị giả làm một con chó dẫn đường cho quân đội. Anh ấy dắt theo chú chó khí thế hiên ngang đi vào bên trong khách sạn của nhà giàu. Khi đi tới trước sảnh thì Selim ngang nhiên đi tới chen hàng. Cô gái vừa nhìn thấy điệu bộ này đã bất ngờ. Lão binh mù xuất ngũ, khí thế này có lẽ không phải là một tướng quân. Sau đó cô ta lại nhìn xuống chú chó, hóa ra là một con quân khuyển, còn đeo rất nhiều huân chương nữa chứ. Đối với vị khách vô cùng đặc biệt này, khách sạn nhất định phải cung cấp thức ăn và chỗ ở miễn phí. Mục đích đã đạt được, Selim đắc ý mỉm cười. Sau đó bọn họ đi tới một căn phòng cao cấp. Chú chó vừa bước vào đã chiếm đoạt ghế sofa. Có điều Selim cũng không mấy để tâm bởi vì anh ấy muốn ra ngoài đi chơi. Nhưng khi anh ấy vừa ra tới cửa thì chú chó đã tha chiếc áo lót đuổi theo ra ngoài. Nhìn thấy bộ dạng trung thành tận tụy của nó, Selim cảm thấy rất mắc cười. Khó lắm mới được ra ngoài đi chơi, sao có thể mang theo mày được chứ? Anh ấy chỉ tay vào trong phòng ra hiệu cho nó. Bên trong có đồ ăn thức uống, mày cứ ngoan ngoãn ở đó đi. Nhưng đợi sau khi anh ấy rời khỏi căn phòng, chú chó bắt đầu điên cuồng gào thét. Selim chưa đi được mấy bước thì lại mềm lòng. Trong lúc bất lực anh ấy chỉ có thể mang theo chú chó đi vào thang máy. Sau đó Selim ngàn lần không thể ngờ tới chính là sự mềm lòng của mình xém chút nữa đã gây ra một cuộc tranh chấp mang tính quốc tế. Người đàn ông mù này đang bắt chuyện với gái đẹp thì chú chó ở bên cạnh giống như phát hiện ra điều gì đó, nó trực tiếp xông tới phía trước. Chú chó kéo theo sợi dây thừng lao như điên về phía trước, anh chàng mù cũng đuổi theo phía sau. Nhưng chú chó này là một quân khuyển, làm sao có thể dễ dàng đuổi kịp được. Người mù Selim trượt chân ngã sấp mặt xuống đất, chỉ có thể trơ mắt nhìn nó lao thẳng về phía người đàn ông mặc áo trắng điên cuồng cắn xé. Selim cũng bị dọa cho thất kinh hồn vía, anh ấy vội vàng xông tới tách chú chó ra. Lần này bọn họ đã gặp họa lớn rồi. Mặc dù chú chó đã đeo dọa mõm, không có ai bị thương, nhưng người đàn ông áo trắng là một đại gia Dubai. Một câu nói của ông ta trực tiếp tiễn Selim vào sở cảnh sát. Sau đó chuyện phiền phức còn nằm ở phía sau. Selim giả làm quân nhân tàn tật đã xuất ngũ để được bao ăn bao ở trong khách sạn. Tội chồng thêm tội, anh ấy thật sự hoảng rồi vội vàng giải thích với cảnh sát, nói chú chó là một quân khuyển chiến công hiển hách, chỉ là do nó hiểu lầm đại gia Dubai kia là kẻ địch. Nhưng cảnh sát cũng không muốn nghe anh ấy làm nhảm thêm nữa, và nói anh ấy hãy ngoan ngoãn ở đây đợi bọn họ sắp xếp. Selim ngủ một giấc tới sáng hôm sau, sau đó mơ mơ màng màng bị gọi dậy, có người nói với anh ấy bảo anh ấy có thể đi rồi. Mặc dù Selim không biết chuyện này là như thế nào, nhưng bây giờ không đi thì đợi tới bao giờ? Một người một chó vội vàng lên đường. Đến buổi trưa bọn họ dừng chân bên bờ biển. Chú chó cũng biết mình đã phạm lỗi cho nên rất ngoan ngoãn nằm ở bên cạnh Selim. Selim cảm thấy nếu cứ tiếp tục như vậy thì không phải là cách. Thế là anh ấy đã giao hẹn với chú chó, nếu như chú chó không tiếp tục gây chuyện nữa, vậy thì đợi khi tang lễ kết thúc thì anh ấy sẽ nhận nuôi nó. Chú chó tất nhiên cũng muốn sống một cuộc sống yên tĩnh, thế là nó liền đồng ý bắt tay giao kèo với Selim. Sau khi ăn uống no say bọn họ lại tiếp tục lên đường. Đến tối đột nhiên trời đổ cơn mưa lớn, chú chó bị tiếng sấm làm cho hoảng sợ nằm co ro trong xe. Selim cũng rất lo lắng. Họa vô đơn chí, chiếc xe đột nhiên kêu lên rồi tắt máy. Selim vội vàng xuống xe kiểm tra phát hiện vấn đề rất nghiêm trọng. Sau khi quay lại xe thì điện thoại cũng bị mất tín hiệu. Cùng đường bọn họ chỉ có thể dầm mưa ra ngoài tìm người giúp đỡ. Bọn họ chạy tới một cái nhà kho rách nát. Selim tìm được một cái điện thoại trong đống đồ tạp nham. Anh ấy kích động đưa nó ghé sát vào tai. Quả nhiên căn bản không có âm thanh. Selim thất vọng dắt theo chú chó chuẩn bị rời đi. Đột nhiên bên ngoài truyền tới tiếng sấm khiến bọn họ vô cùng hoảng loạn. Phản ứng của chú chó càng kịch liệt hơn. Tiếng sấm ầm ầm khiến nó nghĩ rằng mình đang ở chiến trường. Chú chó hung hăng kêu gào, chạy khắp nơi tìm kiếm bóng dáng quân địch. Selim vội vàng an ủi nó, bình tĩnh đi, đây chỉ là tiếng sấm. Nhưng chú chó càng lúc càng kích động, trực tiếp nhảy lên cắn Selim một cái. Selim lúc này hoàn toàn suy sụp rồi. Anh ấy vứt cái ba lô, chửi mắng chú chó là hèn nhát. Chú chó chưa từng nhìn thấy Selim như vậy, cho nên cũng hoảng sợ ngây người. Nhìn thấy chú chó đã bình tĩnh trở lại, Selim xoay người đi ra bên ngoài, để cho nước mưa giá lạnh tùy ý hắt lên người anh ấy. Chú chó không thể quên được nỗi đau mà chiến tranh để lại, nó cũng không muốn như vậy. Nhìn thấy bóng lưng bơ vơ của Selim, trong ánh mắt của nó cũng đầy vẻ tự trách và áy náy. Sáng hôm sau Selim dẫn chú đi tới bên đường, muốn chặn một chiếc xe lại để xin đi nhờ, nhưng căn bản không có người nào dám chở bọn họ. Trong lúc bất lực bọn họ chỉ có thể đi bộ đến địa điểm tổ chức tang lễ. Đến trưa bọn họ đã đi được hơn 20 km. Chú chó thật sự không thể đi thêm được nữa, nó ngồi bệt xuống đất, sau đó nằm dài xuống. Cho dù Selim có gọi thế nào nó cũng không đứng lên.
Hết cách, Selim chỉ có thể khiêng nó lên vai rồi tiếp tục lên đường. Không biết đã đi được bao xa, bọn họ đã đến kịp lúc trước khi buổi tang lễ kết thúc. Selim mặc trang bị lên cho chú chó rồi dắt nó từ từ đi tới phần mộ của chủ nhân. Khi nhìn thấy di ảnh của chủ nhân, chú chó muốn xông qua đó, nhưng Selim đã lôi nó lại để nó bình tĩnh lại. Đợi sau khi chú chó đã điều chỉnh được tâm trạng thì Selim mới tháo sợi dây thừng ra. Chú chó chạy lên phía trước, ngoan ngoãn nằm bên cạnh đôi giày của chủ nhân. Thân là một quân khuyển, nó biết chủ nhân đã rời xa mãi mãi, nhưng hơi thở mà anh ấy để lại khiến nó cảm nhận được sự yên tĩnh và an yên lâu ngày. Mặc dù chú chó không nỡ nhưng tang lễ cuối cùng cũng sắp kết thúc. Bởi vì là một quân khuyển cho nên nó không thể sống cùng với bố mẹ của chủ nhân được. Chú chó bắt buộc phải rời đi. Selim quyết định đưa nó đi sửa xe trước. Sau đó ở gara, cảnh quan đột nhiên gọi điện thoại tới, nói anh ấy phải đưa chú chó trở về quân doanh để cho nó ra đi vui vẻ. Selim nói với ông ta chú chó đã thay đổi rồi, nó có thể quay về với cuộc sống bình thường. Nhưng cảnh quan lại không tin, ông ta nói Selim phải lập tức chấp hành mệnh lệnh. Khi trở về quân doanh, Selim không nỡ nói lời từ biệt với chú chó. Trong lòng anh ấy biết rõ nó không có tội tình gì cả, chỉ là cảnh đội không cần nó nữa mà thôi. Anh ấy đích thân đeo khóa cổ lên cho nó, rồi để cho binh lính dắt nó đi không dám quay đầu nhìn lại. Sau đó chính vào lúc Selim chuẩn bị rời đi, chú chó ở phía sau lại điên cuồng vùng vẫy rồi xông thẳng về phía Selim không ngừng kêu gào. Trải qua những khó khăn cùng nhau, nó đã xem Selim như một người bạn của mình rồi. Mặc dù chú chó không sợ chết nhưng nó thật sự rất sợ cô đơn. Selim cũng giống như vậy. Thế là người trước giờ tuân thủ kỷ luật như anh ấy lần đầu tiên quyết định làm trái quân lệnh. Selim quay xe trở lại mang chú chó đi. Sau đó anh ấy đạp chân ga hướng về một cuộc sống mới.